91 là một cây me chua nha. Một cây me. Thì me này mình không chả biết là me chua hay me ngọt nữa. Nhưng mà nó là cây me quái nha. Cây này đã sống khỏe rồi, nhà mình yên tâm, cái này về mình chỉ việc vô dây định hình nữa là ok thôi. Rồi cây này có cái hoành đo được là 27 nha. Chiều cao đến cốt cũ là chiều cao đến cái lưng cũ nha là 21 nè. Còn cao lên đến cái ngọn luôn là so tầm 40. Rồi đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng, chậu nhựa nuôi lọt lòng là 31 nha. Chậu nhựa nuôi lọt lòng 31. Rồi cái này nhà vườn em xin giao lưu là 1,2 triệu bao ship nha. 1,2 triệu bao ship. Nhà vườn em giao lưu nhanh luôn. 1,2 triệu bao ship cho cây me chu quái này luôn nha. Quý hồ nó xây một phòng cho đỡ vi phạm bản quyền. Dạ. Chưa đủ điều kiện kinh tế anh. Thành nó lấy bơm mà thả. Rồi mã số 41 nha. Mã số 41. 1,2 triệu bao ship. Cho nên em là em có kẻ thù, nói chung là kẻ thù truyền kiếp với em là nạn karaoke. Thứ nhất là về cái tiếng ồn là em rất là khó chịu. Thứ hai nữa là ảnh hưởng tới công việc rất là nhiều. Dạ rồi mã số 41 nha. 41. 1,2 triệu bao ship cho cây me quái này luôn. Nhà mình xem tham khảo nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.